Chào các bạn, hôm nay Bếp Nhà Cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món ba tay chay. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Để làm món ba tay chay chúng ta cần có những nguyên liệu sau: 50g dầu ăn, 1 củ tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê hạt niêm nấm hương, 3g muối, 5g tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 100g nấm đông cô khô, ngâm mềm, xả sạch và vắt ráo nha. 60g bánh mì, 100g củ hành tím và 100ml sữa, 100g nấm đông cô khô các bạn ngâm mềm, xả sạch nhé. Và chúng ta sẽ cắt bỏ cái thân á, mình chỉ lấy trên tay nắm thôi. Sau đó mình sẽ cắt nhuyễn nha các bạn, cắt sợi nhuyễn nhuyễn mỏng mỏng như thế này. Các bạn nhớ vắt ráo cái nấm đông khô ha. Các bạn lưu ý nha, nấm đông cô mà loại khô thì mình sử dụng 100g, ngâm mềm, vắt ráo và sắc sợi, sắc mỏng mỏng nha các bạn. Còn nếu các bạn sử dụng nấm đông cô tươi thì mình sẽ cân 300g nấm đông cô tươi. Và bây giờ cô đã sắc xong cái nấm đông cô rồi thì bước kế tiếp sẽ cắt mỏng củ hành nhé các bạn. Và sau đó băm cho nó nhỏ chút. 100g củ hành tím này sẽ được băm nhỏ ra. Sau khi sắc sợi nấm đông cô và băm củ hành tím xong thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tới bước kế tiếp, đó là chúng ta sẽ xào nấm đông cô, củ hành và tỏi phi nha các bạn. Thì 50g dầu này cô dùng một miếng để xào. Phần còn lại chút ta sẽ cho vô trong pate nha các bạn. Chúng ta sẽ cho tỏi vô xào cho thơm ha các bạn. Sau đó cho tiếp củ hành tím. Và kế tiếp ta sẽ cho nấm vào xào chung.
Về phần gia vị thì cô sẽ cho một muỗng cà phê hạt nêm nấm hương vô trong cái hỗn hợp nấm với lại củ hành và tỏi các bạn. Ba gram muối nha các bạn. Và 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó chúng ta sẽ xào cho cái nấm và củ hành, tỏi nó thấm đều gia vị ha. Nấm đông cô đã thấm đều gia vị. À, chúng ta tắt bếp và mang xuống để nguội. 60 g bánh mì cô cắt mỏng ra ha, cho mình dễ xé các bạn. Các bạn sẽ xé nhỏ và ngâm chung với lại 100 g sữa tươi không đường nha các bạn. Xong chúng ta cho 100 g nha, sữa tươi không đường vô. Bánh mì cô đã ướp với lại 100 g sữa tươi các bạn, mềm ha. Thì bây giờ bước kế tiếp là chảo nóng mà chúng ta xào hồi nãy giờ nó đã nguội rồi các bạn. Cô sẽ cho 5 g tiêu xay cho vô trong hỗn hợp và đảo đều cho thấm gia vị nha các bạn. Và số lượng dầu còn lại á, chúng ta sẽ cho vô trong nấm luôn nha. Sau cùng là chúng ta sẽ cho bánh mì đã được làm mềm vô trong hỗn hợp luôn và trộn đều. Cuối cùng là dùng máy xay và xay nhuyễn hỗn hợp này. Sau khi đã trộn đều và hỗn hợp xong nha, cô múc ra tô và bây giờ chúng ta sẽ xay nhuyễn nấm và cùng với những cái gia vị nguyên liệu mà nãy giờ mình đã trộn chung với các bạn. Chúng ta xay cho thật là nhuyễn nha. Các bạn xay mịn và sau đó mình sẽ cho ra tô nha các bạn. Và tiếp tục mình xay tiếp cho đến khi hết.
Sau khi chúng ta xay xong hỗn hợp rất là mềm mịn nha, xay thật là nhuyễn nha các bạn. Thì ở đây cô sẽ cho một cái khuôn bằng nhôm, và mình có thoa một ít dầu xung quanh dưới đáy khuôn và thành khuôn. Sau đó mình cho toàn bộ hỗn hợp pate này vô, nén xuống cho thiệt là đều và đem hấp nha các bạn. Và chúng ta sẽ hấp trong vòng 30 phút. Thì để cho cái thời gian mình hấp mà nó nhanh, trong vòng 30 phút như vậy, thì khay nấm này á, mình đặt cho nó âm xuống nước nha. Và trên mặt á, thì mình đậy giấy bạc lại nha các bạn. Và chúng ta sẽ che giấy nhôm lại phủ trên mặt cho nó kín, để trong quá trình mình hấp hoặc là chưng á, mình để thẳng vô trong cái sử hoặc là nồi thì nó phải không có bị nước vô nha các bạn. Khi nước sôi, cô sẽ cho pate vô trong và mình sẽ hấp trong vòng khoảng 30 phút. Các bạn nhớ che giấy nhôm trên mặt ha, để nước không chạm vô trong phần pate. Cô đã hấp xong 30 phút nha các bạn. Mình mang ra để nguội. Và sau đó chúng ta có thể múc pate vô trong từng cái khuôn nhỏ hoặc là hộp nhỏ ha. Mình tạo hình và để nguội trong tủ lạnh nha các bạn. Nghiêng cho nó không có dính nước ở trên bề mặt của cái khuôn pate này. Và các bạn sẽ để nguội chút xíu rồi mình dỡ ra nha. Pate chai sau khi để nguội, cô gỡ ra nha các bạn. Và chúng ta sẽ múc vô trong hộp, hoặc là mình tạo hình nó hình vuông hay là hình tròn vậy đó, mình sẽ cho vô những cái hộp. Sau đó để vô tủ lạnh ha. Và khi nó ăn thì mình sẽ mang ra. Thì pate chai này các bạn nên bảo quản ở ngăn đông đá nha các bạn. Khi ăn mình làm ấm lên hoặc là mình hấp lại. Cô sẽ tạo hình. Các bạn thấy nha, cứng nha. Mình sẽ tạo hình nè. Múc vô trong khuôn. Các bạn thấy là rất là dẻo đó các bạn. Pate chai này ngon lắm các bạn. Hương vị nó thơm và vừa ăn. Chúng ta có thể ăn kèm với bánh mì trong những buổi điểm tâm sáng ấy các bạn, dành cho người ăn kiêng hoặc là các bạn nào mà ăn chay trường hoặc là ăn chay theo những cái ngày chay trong tháng ấy, thì chúng ta có thể dành thời gian và làm để cho gia đình mình cùng thưởng thức nha các bạn. Hoàn toàn không có chất bảo quản, và nếu muốn để lâu thì các bạn hãy để trong tủ đông, khi nào ăn ấy, mình mang ra mình hấp trở lại cho nóng. Trong quá trình tạo hình các bạn nén chặt xuống để cho cái pate nó không có bị hở ha, bị mọt khí á các bạn. Và cứ như vậy chúng ta sẽ cho vô hộp và vô những cái khuôn mà mình thích ha các bạn. Pate chai của chúng ta đã được làm xong, cô mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Mến chào các bạn.